Nhạc sĩ Cao Minh Thu tiếp tục đưa Lê Thị Sao Kê vào bài hát Hài Tết 2024. Thưa quý khán thính giả thân mến, sau ồn ào hai bài hát mà nhạc sĩ Cao Minh Thu đã sáng tác, bài Tiếc Thương là dành riêng cho gia đình cố nghệ sĩ và bài Không Phải Của Mình được ca sĩ Quách Tuấn Du hát đã thành trend, khiến phía Hồng Ve dậy sóng. Ồn ào với nhạc sĩ Cao Minh Thu chưa xong thì Hồng Ve lại tiếp tục bị nữ ca nhạc sĩ Kiên Phương Thảo tố xài chùa hẳn hai bài của cô. Lần đầu tiên trong lịch sử trên toàn thế giới, ca sĩ hát chùa không trả tiền, còn nổi nhục nào bằng nổi nhục này. Con thương cậu, con nối nghiệp cậu, con bảo vệ danh dự cho cậu, rồi bữa giờ con làm cái gì, có đúng như cậu dạy con không? Cả đời cậu cống hiến cho nghệ thuật, người người yêu thương cậu, ai dạy con cái kiểu ăn cướp nhà của con gái cậu và ăn cướp nhà của tác giả vậy con? Hát đã rất lâu bài hát của tác giả, nhưng chưa phụ tiền chất xám sáng tác. Lại còn thái độ nật nộ mỗi khi nhắc đến tiền và vẫn chưa trả tiền cho đến thời điểm này. Sống ở đời biết nhiều cũng không bằng biết điều. Sau khi hát bài hát do tác giả sáng tác, được chút tiền mua cả hộp bánh lớn, thì có phải cô ca sĩ đó có nên khui hộp bánh lớn đó mà lấy một cái nhỏ mời cô tác giả này ăn lấy thảo, có phải sẽ vui hơn không? Đó được gọi là biết chuyện. Đến một chuyện đơn giản nhỏ xíu như thế mà làm không được nữa thì sao làm người đây? Người ta nói thì bảo là vùi dập, vậy cho hỏi, nếu sống đúng, biết điều biết chuyện, ai có thể nói được mình? Rồi khi cô tác giả đó lên tiếng, thì có những người lạ mặt đưa tin nhắn ra và bảo là cô tác giả đu bám, rồi không lương tâm nghề nghiệp. Nói về chuyện không lương tâm nghề nghiệp, chúng ta lại nhớ đến cô tiên thâm đen của tụi Kền Kền. Chả hiểu đạo đức làm nghề, làm người nằm ở đâu, mà kêu chú hát nhép đi. Trong khi đó thừa biết, chú là người liêm chính dễ gì chú chịu. Vậy mà cũng kêu, vậy Kền Kền ơi cho hỏi, cô tiên thâm đen này đã có đạo đức chưa vậy? Chẳng những kêu chú hát nhép mà còn ghi âm nữa chứ. Phải lúc đó chú chịu một cái, thì giờ danh tiếng mấy chục năm của chú, không biết phải làm sao nữa. Chẳng những là một tác giả không có đạo đức trong nghề, mà còn không có đạo đức làm người nữa. Tung ghi âm lúc người đã nằm xuống lòng đất rồi. Bên Kền Kền lên bài, lên comment nào cũng đều tán thẳng vào mặt thần tượng của chúng không à. Thưa quý vị, mới đây nhạc sĩ Cao Minh Thu đã dành hẳn một bài hát dành cho Hồng Ve, đó là Sao Kê Đi. Sau đây mời mọi người cùng nghe video lời bài hát. Sao kê đi bạn ơi, số tiền quyên góp nó đâu rồi? Sao kê đi bạn ơi, số tiền quyên góp đã hơi nhiều. Khi thấy tiền lòng là ai ham, nhìn tại tham nên ấm hết số tiền quyên. Ai kêu la thì mặc ai, số tiền kia ta giữ ta xài. Quyên góp gì thì kệ bay, tiền trong tay ta ta cất tiền thành của riêng. Thấy sao kê bằng chính hôm nay rồi đây thế gian sẽ thôi cười. Nhưng sao kê để thấy không tham đừng ngôn mê thế gian cười chê. Sao kê đi bạn ơi, số tiền quyên góp nó đâu rồi? Sao kê đi bạn ơi, số tiền quyên góp đã hơi nhiều. Nhân cách là một đời ta, tiền mang tiền khinh đừng danh làm của riêng. Sao kê đi bạn ơi, sao kê đi bạn ơi. Nhân cách hèn gì lòng tha, tiền quyên góp xung đừng động vào ai ơi. Sao kê đi bạn ơi, cái tiền quyên góp đó đâu rồi? Sao kê đi bạn ơi,